Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 34/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 đến hết năm 2022. Nghị định 34/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm nay đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp tổ chức. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022. Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022. Thời gian gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022. Đồng thời Nghị định 34/2022 quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng. Nghị định này cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm nay. Thời hạn gia hạn là 6 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11.